Ok, thì bây giờ giờ bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần xem nhé. Hôm trước mình và bạn cùng đã học xong các cái phần cơ bản của chương 11 rồi bạn. Đấy, sau đó bây giờ còn một chút các cái mạch kết hợp điển hình nữa. Mạch kết hợp combinational circuits, ví dụ như là hôm trước chúng ta đã thiết kế nhỉ, từ cái bài toán logic trong cuộc sống ấy. Mình thiết kế, phân tích, bây giờ thiết kế, vân vân. Thì đấy là chúng ta đang học về mạch kết hợp combinational circuits nhỉ. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ slide 23 nhỉ, 23. 11 đây. Thế thì đây nhá. Thì chương 12 13 sau khi chương 11 thì chúng ta sang chương 12 mà instruction set. Và sau khi xong cái chương 13 chúng ta sẽ có mấy mấy slot cho assembly nữa. Đấy. Ok, nhà thì tinh thần là thế. Thế ok, chúng ta cái phần là slide 23 là các mạch kết hợp điển hình mà. Thế thì hôm trước mình đã chia sẻ cái phần nguyên tắc để thiết kế mạch ấy, thì mình phải phân tích cái bài toán để xem cái logic của nó. Ui 59 slide này 123 chắc cũng mất toi một slot nhỉ. Thế thì cái ghép kênh là gì? Ghép kênh là multiplexer, là ghép kênh mà. Ghép kênh này có thể nhiều đường tín hiệu vào này, connect cho multiple inputs nữa nhỉ, to the single output nghĩa. Ví dụ như là có rất là nhiều cuộc điện thoại qua lại giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đấy thì người ta phải ghép kênh chứ không thể có mỗi một cuộc có một cái dây riêng được nhỉ. Ví dụ ghép kênh đây là gì? Các bạn tưởng tượng như là các cái, đây là luồng dữ liệu lối tiếp mà. Ví dụ như đây là cuộc gọi 1, cuộc gọi 2. Khi được mã hóa thì đó là các cái bit 0 1 thôi. Thế thì kiểu bốn đoàn người nhỉ, các bạn tưởng tượng như bốn đoàn người thì đơn sơ là ghép kênh theo thời gian đấy, thì nó cứ 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 quay vòng thôi, cứ một một bit từ đây vào đây này, xong lại một bit từ đây vào đây, một bit đây, một bit đây, xong lại quay vòng như thế đúng nhỉ. Hoặc là có thể nhiều bit đấy, thì do hai cái này điều khiển thì cái tín hiệu đi xong rồi sang bên đầu bên kia thì nó lại tách ra, xong lại ghép lại đúng nhỉ. Đấy thì gọi là ghép kênh, xong lại tách kênh kiểu kiểu như vậy. Đây là ghép kênh này, xong sang bên kia nó lại tách ra nhỉ. Đấy, để làm một cái sơ nhỉ. Thế thì cái logic của cái bài này là thế nào, nó hơi đặc biệt vậy. Logic nó hơi đặc biệt nhỉ. Thì trong cái bảng chân lý của nó thì mọi người tưởng tượng này, thì thực ra là một đầu ra ép nhưng mà rất nhiều đầu vào vậy. Trong đó có hai loại đầu vào, thứ nhất là đầu vào data dữ liệu và cái thứ hai là đầu vào selection lựa chọn. Thực ra là nó là 6 đầu vào một đầu ra. Thế thì nguyên lý hoạt động nó thế nào, mọi người mới thấy là S2, S1. Đấy. Khi S2, S1 bằng 0,0 thì đầu ra F bằng D0. Nếu mà đầy đủ thì tùy theo D0 bằng 0 hay 1 thì mình sẽ F nó sẽ bằng 0 hay 1 thôi. 0,1 thì nó cái đầu ra nó sẽ được kết nối với D1. 1,0, 1,1 đấy nó ra được này. Nó hơi đặc biệt đấy nhỉ. Thì thường trong cái bảng chân lý gọi là chu thi bồ mình thường hay nói thì đây là vét tất cả tình huống đầu vào và đầu ra tương ứng. Đầu ra tương ứng thường nó phải cụ thể là 0 hay 1, nhưng trong đây nó cứ chung chung là D nhỉ. Thế thì cái bài này thì thiết kế thế nào nhỉ, mọi người thấy nó thiết kế thế nào? Thì ok, chúng ta cùng mở cái giáo trình ra nhé. Ok, thì đây là trong cái chương 11 nó có cái mạch ghép kênh nhỉ. Đây, mọi người thấy đây là ghép kênh này. Sau đây, đâu, mạch ghép kênh multiplexer. Chúng ta cần học một số các cái mạch cơ bản đó. Thì đầu tiên chúng ta đang học ghép kênh. Thế mọi người mới nhìn thấy là cái này có đúng là mạch ghép kênh như nhỉ? Đúng là mạch ghép kênh. Thế thì thử xem nhé, khi S1, S2 bằng 0,0. Mọi người nhìn đấy, F1, S2 bằng 0,0 xem có F có đúng bằng D không nhé. Thì chúng ta cùng xem. Đây là mạch multiplexer nhé. Thế thì với cái nhìn bằng chân lý chúng ta thử xem có đúng không nhé. Thế thì khi cho F2 bằng 0, S2 cũng bằng 0, cái này cũng bằng 0. Thế thì khi S2 bằng 0 thì đây bằng 1. Cái này bằng 1.
thì đầu vào con n này, thì đây là một đâu, đây là một đâu, thì đây là d0 không, d0 không, thì vậy đầu ra thì là d0 không nhỉ. Còn các cái đầu này thì vì s bằng không mà lên con n thì đây là bằng không luôn. Thế thì vậy với bộ số là 0,0 thì đầu ra f đúng bằng d0 o0 thì đấy chính bằng d0 đúng nhỉ. Đấy, thế thì chúng ta mới làm thêm nhỉ, một cái tình huống nữa, ví dụ như cái này bằng 1,1 đi nhỉ, ví dụ như cái này bằng 1, cái này bằng 1, thế thì cái gì, cái này bằng 1, cái này bằng 1, thì vậy đây bằng d3, còn các cái khác bằng không hết nhỉ, vì nó có đảo mà, thì do vậy cái này trường hợp này bằng d3 thì đúng như yêu cầu đúng nhỉ. Đấy, các bạn đã thấy đúng. Đấy, thì đấy, 0,0 mà 1,1 thì đúng bằng d3, đấy, tương tự như vậy. Ok, thế thì thấy thiết kế này đúng nhỉ, tại sao lại thiết kế được thế này. Đấy, thì thực ra bản chất của nó cũng là SOP gì đấy nha. Thì ok, thì bây giờ mình chúng bạn cùng dành thời gian để thiết kế một cái mạch ghép kênh, nó chỉ có một chân select thôi. Thế thì vậy mấy chân data, thế thì ok, chúng ta cùng để hiểu sâu hơn một chút thì mình bạn cùng xem này. Đây là chỉ có một chân chân select, đây là hai chân select, thì hai thì nó có bốn data đầu vào, thế bây giờ chỉ có một thôi thì là mấy, đúng nhỉ. Đấy, thế thì cái bảng chân lý là gì, thế thì ok mình bạn cùng với bạn phân tích nhá, để cho chúng ta hiểu hơn một chút nhá. Bây giờ chỉ có một, thế thì bảng chân lý chúng ta là thế này, s này, select thì select có thể là không, đúng nhỉ, có thể là một. Thì đầu ra f với 0 thì nó bằng d0 thôi. Ví dụ thế, 1 thì bằng d1. À, ví dụ như vậy. Thế bây giờ làm sao chúng ta có thể vẽ được sơ đồ nhỉ, sơ đồ của nó. Thì một là chúng ta dựa vào cái cách mà trong giáo trình người ta vẽ này. Mình cũng có thể vẽ được. Nhưng mà thực ra để mình mới giải thích được bản chất của nó cũng là sum of product thôi vậy. Đấy, chúng ta học trước ạ. Ừ, ok, thử xem nhé, mọi người vẫn đang theo dõi được, nhỉ, lớp mình đâu đó được 22 bạn đọc. Thì ok, mình bạn cùng bản chất của nó cũng là đấy, thế thì cuối cùng là mọi người bảo thế hôm trước học sum of product đúng nhỉ, product of sum hay gì đấy để thiết kế cái mạch logic, nhưng đây nó lại nhìn nó cũng khó nhỉ. Thế thì bản chất của nó là, bản chất của nó thực ra nhá, thực ra là f đây đấy, thì mình cái đầu vào d có thể bằng không, có thể bằng một vậy. Nên thực ra là cái mạch này nó là ba đầu vào, thực chất cái mạch này mọi người thấy nó có ba đầu vào mà. Có 3 đầu vào, 1, 2, 3. Đấy, thì đây là D0, D1 và đây là S. Thế có điều là S thì người ta để bên trên đây cho nó nhìn cho nó kiểu select, cho nó khác biệt, khác bọt đi tí. Nhưng mà thôi mình để ngang này cho mọi người mới thấy. Thì vậy đây chính là cái mà chúng ta sẽ thiết kế mạch ở đây. Thế thì các cái D là data, mà data là cái bit chỉ có 0 và 1 thôi. Select cũng chỉ là 0 và 1 thôi, đúng không? F cũng chỉ là 0 và 1 thôi. Thế thì để mà vẽ cái này thì chúng ta có thể xây dựng bảng chân lý nhé. Mọi người mới thấy nhé. S này, D0 này, D1 này và F này. Đấy. Thế thì chúng ta mới xây dựng bảng chân lý, thì bản chất của nó cũng như chúng ta đã học thôi. Đấy, cũng là vét hết các tình huống nhỉ. Ví dụ như là 0,0,0, 0,1,0, 0,1,1, 1,0,0. Bây giờ chúng ta chỉ có mỗi một chân select mà. Đấy, ghép kênh chỉ có hai cái thôi. Hoặc là thằng này hoặc là thằng kia đấy nhỉ. 1,0,1, 1,1,0 và 1. Thế tại sao người ta lại vẽ được cái hình kia hay thế đó nhỉ? Thì ok, chúng ta cùng làm. Thế thì cái bảng chân lý đây cũng là chu thi bồ đấy rồi. Nhưng tại sao mình còn thêm cái chu thi bồ này lại? Thì bản chất là như nhau nhá. Thế thì có đúng là khi s bằng 0. Mọi người để ý nhá. Khi s bằng 0 thì f bằng d0 không? Thế thì d0 được. Khi s bằng 0 đây. Đấy. Thì f là bằng d0. Thế d0 bằng gì thì f bằng đấy thôi. 0, 0, 1, 1 đâu. Đúng không? Nó bằng D0 mà. Đấy, trong trường hợp F bằng 0. Thế F bằng 1 thì nó bằng D1 vậy. Đấy. Thế thì bảng chân lý của nó thực chất là đây, D1 đấy. 0, 1, 0, 1 à. Đấy. Thì đây chính là cái bảng chu thi bồ của nó. Bảng chu thi bồ quen thuộc chúng ta vẫn hay gặp. Đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có thể SOP thôi nhỉ? SOP. Thế thì SOP thì chúng ta viết thế nào nhỉ? Ok, chúng ta thấy F bằng cái gì? F nhỉ? Bằng đây có 1 số 1, 2 số 1, 3 số 1, 4 số 1 này. Thì là S đảo này.
D0, D1 ảo. Đây chính là cái số 1 ảo các bạn. Cái này để mà thay cái bộ số S11 này, 011 này, thì đây là cộng với lại S đảo này. D0, D1 ảo. Tiếp theo cộng với cái số 1 này nữa. S D0 đảo D1 ảo. Đấy, và cái số 1 cuối đây cộng với S D0 D1. Đấy. Thế thì vậy là đúng là mình từ cái chúng ta nhìn thấy hơi lạ này. Đấy, mình viết về dạng quen thuộc và chúng ta dùng cái này để chúng ta đang thực thi theo kiểu là sum of product. SOP sum of product. Đấy, mọi người mà quên sum of product là gì, SOP thiết kế mạch SOP, mọi người có thể hỏi Google nhá. Đấy, thì nó sẽ ra được cái này nhá. Thế này rút gọn đi. Thế rút gọn đi nha, mình bạn cùng rút gọn đi xong rồi vẽ mạch nhỉ. Vẽ mạch. Thế xem thằng nào mới gần thằng nào nhỉ? Hai thằng này gần nhau này. Đấy, thì mất đi được D1 nhỉ. Đây. Hai thằng này gần nhau thì mất đi được D0 rồi. Đấy, đúng không? Thế đây vậy F nó bằng cái gì? S đảo D0 cộng S D1. Đấy, thế là xong. Thế thì vậy là sơ đồ của nó là thế nào? Thì ok, mình vẽ theo kiểu thông thường thôi nhỉ. Đấy. S này. D0, D1 đúng nhỉ? Thứ nhất là S này, S đảo và S thôi nhỉ? Thì ok, mình chia làm hai loại nhỉ? S đảo này. Và S này. N vào nhau đúng nhỉ? S. SN với D1. S đảo N với D0. Đấy. N với D0 đâu. Dạ, đấy. Rồi thì O với nhau. Dạ, O với nhau. Đấy, mọi người thấy đúng là mình đã thiết kế được cái mạch này chưa? Thì đây chính là cái mạch ghép kênh một tín hiệu điều khiển, hai tín hiệu dữ liệu đầu vào ạ. Đấy, nhưng mà thực chất của nó là ba tín hiệu đầu vào đó nhỉ. Đấy. Thế thì mọi người mới thấy là nhưng mà chẳng qua là đây mình vẽ giống như sách giáo khoa chưa, giống như giáo trình. Nhưng mà có điều là vì là cái chân S là chân select nó hơi đặc biệt, nó vắt lên trên nhìn trông nó cũng mạch lạc hơn. Đấy. Nhưng mà mình vẽ như này để cho nó quen thuộc với các bạn. Đấy, thì chúng ta có thể là cho S từ trên đây, S đấy đi xuống là thì nhìn nó giống như trong giáo trình, nhưng tôi không cần. Ví dụ như vậy, để chúng ta có thể đấy. Ok, đây chính là mạch ghép kênh đơn giản, đơn giản hơn trong giáo trình. Giáo trình này là cái này mà thiết kế, cái này mà mạch logic 6 đầu vào ạ, thì chúng ta phải có là có bao nhiêu trường hợp tổ hợp của 6, thì 2 mũ 6 là 64 trường hợp ạ, rất là phức tạp ạ. Rất là phức tạp đúng không ạ, 64 trường hợp ạ, 6 trường hợp đầu vào nó cứ 0000001001001. Nhưng mà người ta không làm chi tiết như mình, mà người ta viết luôn nhỉ, viết luôn. Đấy, từ cái bảng chân lý này người ta có thể viết luôn được ạ. Thì đây chính là cái mình mới tìm hiểu một cái mạch kết hợp. Không biết mọi người có theo dõi được hay không nhỉ? Cũng khó, hơi khó một chút nhỉ? Thế thì mời các bạn cùng sang một cái mạch ghép kênh này để làm gì? Ví dụ như trong máy tính là có rất là nhiều cái module. Đấy. Ví dụ như là program counter, các bạn nhớ là program counter là cái bộ đếm chương trình đấy. Đấy, mấy hôm tới chúng ta học về assembly đấy. Đấy, thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn một chút, nhớ lại đúng không nhỉ? Thì nó có thể từ rất nhiều cái nguồn đưa vào, thì nó có thể ghép kênh tùy theo các cái chân điều khiển này. Lúc thì nó là một cái hằng số, ví dụ như là mình mà nếu A bằng B thì nhảy đến lọc đúng không? Đấy, thì lọc đây là một cái hằng số. Hay là có thể là nó là cái câu lệnh trong ALU, nó có thể là các cái giải mã lệnh go to start ví dụ thế, thì đấy là nó nằm ngay trong mã lệnh. Đấy, thì nó có thể tùy theo cái đầu vào nào mà nó sẽ đưa cái tín hiệu điều khiển để nó ra PC, nó có thể nhận từ các cái hằng số, từ cái mã lệnh hoặc là từ cái việc tính toán trong khối ALU, ví dụ như vậy này. Nhờ, ok, về cái đề code thì thôi, giờ bây giờ chúng ta đây đề code. Cái trang đề code là cái trang cái mạch đề code này, chúng ta đang ở cái phần này nhá, mọi người đang để ý này. Script nhá. Đây mọi người sang nhá, đang trong bối cảnh này. Đấy, sợ mọi người vừa đang bị lạc không biết là đang ở đâu nhá. Chúng ta đang ở thiết kế mạch. Và đây là mạch, người ta gọi là mạch kết hợp, combinational circuit. Thế thì
skip đấy nhỉ. Và lát nữa chúng ta sẽ sang cái mạch khác là mạch sequential circuit, là mạch tuần tự, nó còn phức tạp hơn nhỉ, và nó hay hơn, nhưng mà chúng ta chỉ xem giới thiệu qua này nhỉ. Thế thì ok, chúng ta đang ở cái mạch kết hợp này. Thế thì mạch kết hợp chúng ta đã nhắc lên nhiều về cái decode trong quá trình học từ đầu kỳ đến giờ, nói rất là nhiều cái mạch giải mã địa chỉ vậy. Giải mã địa chỉ là gì? Ví dụ như mình decode là gì nhá, thì ok thì mình lấy ví dụ. Ok, mọi người chắc là vẫn có thể vẫn đang theo dõi được không nhỉ? Lớp có 2-3 người. Thế thì bây giờ mình lấy ví dụ này. Với cái địa chỉ đây, các bạn tưởng tượng đây là address. Với 3 bit địa chỉ thì nó sẽ chọn là 1 trong 8 ô nhớ. Ví dụ như là nhà mình mà ở số nhà ở mình dùng số thập phân mà, thì đánh số 3 chữ số thì có thể tìm được đến 13 là 1.000 nhà khác nhau. Đánh 1.000 nhà khác nhau. Nhưng mà nhị phân thì nó chỉ là 3 số thôi. Thì 3 bit nhị phân thì nó chỉ đánh được 8 địa chỉ thôi nhỉ? 000, 001, 010. 8 địa chỉ thôi bạn. Thế thì mạch giải mã địa chỉ này, bây giờ mình cứ cho một cái địa chỉ vào đây. Thì nó sẽ có duy nhất một ô nhớ được chọn. Đấy, một ô nhớ nó sẽ bằng 1. Đấy, như kiểu là enable đó, kích hoạt cái ô nhớ lên. Đấy, ví dụ như mỗi một ô nhớ nó có một chân kích hoạt. Thế cứ cho mỗi một cái giá trị, ví dụ 000 đây chẳng hạn, thì cái D không được kích hoạt. Đấy, thế thôi. Thế thì mình bạn cùng cùng xem nhé. Thứ nhất là giải mã nhỉ. Đây mình lấy ví dụ, lấy một cái nhỏ xinh này thôi nhỉ. Thế để mọi người mới thấy là cái mạch giải mã là thế nào nhỉ. Ví dụ như mình cho đây là 000 nhé. Thế 00 thì mọi người mới để ý là đây không đây không? Thì đây là 1 đây là 1 đây là 1 thì cả 3 này mọi người để ý nó đều đưa vào cái đây thì duy nhất trường hợp này bằng 1, còn các cái đi khác chắc chắn bằng 0 vân vân nhé. Ở bên dưới cũng vậy. Thế mình lấy ví dụ cho một cái bộ số này, thì bạn nào tinh mắt nhỉ, tinh mắt để xem hiểu cái ý nghĩa của đề cốt nhỉ? Ví dụ như là cho A bằng, không biết là cho A bằng gì nhỉ? Thôi thì cứ làm liều nhá. Làm liều. 0. À 0 này. 01 đi. Đấy. 001. Thì theo như bạn là cái nhìn tinh nhỉ, bạn nào thì nhìn xem D là bằng 1. Đấy thì mình cũng đang thực sự là mình cũng còn đang băn khoăn đấy. Không biết là 1 hay là 4 ạ, vì là mình cũng không biết là nó đánh địa chỉ là A là trước hay là C là trước ạ. Đấy thực sự là mình cũng không biết đấy, mình cũng phải nghĩ một lúc. Thế giờ bây giờ mình bạn cùng dò nhá. Thế thì với C bằng 1 nhỉ. Thì cái này bằng 1 này. Đây ok, 1 này. Với B bằng 0 này thì cái này cũng bằng 1. Đấy thì nó đi vào đây không? A bằng 0 thì cái này bằng 1. Đây nó đi vào đây. Thì do vậy là cái này bằng 1. Còn các cái khác bằng không hết. Đúng rồi, đấy. Thế thì vậy là ví dụ đây chính là cái đấy, nhìn vào đây nhé. Tương tự các bạn làm các cái tương tự thì ở đây nó sẽ là A A, B, C vậy. Đầu tiên là 000 001 010 011 thì đấy nhỉ. Cái này thì rút ra là đây là D không bằng 1. D1 bằng 1 nhỉ. Đấy, tương tự như vậy. Thế thì vậy là cứ ứng mỗi với mỗi địa chỉ đưa vào đây vậy. Đây là address. Địa chỉ ở đây thì nó sẽ có duy nhất một D được chọn. Kiểu người được chọn nhỉ? Một cái data được chọn nhỉ? Một cái đầu ra được chọn, sorry. Thì cứ mỗi một cái số đầu vào sẽ có một đầu ra được chọn. Có nghĩa là một ô nhớ, các bạn nhớ đây là RAM đấy, memory đấy nhỉ. Nó có các cái ô nhớ này. Với nào bằng 1 thì nó kích hoạt cái ô nhớ lên, đưa ra data bus. Thế thì bây giờ mình bạn cùng xem nhá, cùng xem. Thế thì có một mấy cái câu hỏi này. Thứ nhất là mọi người tại sao nó gọi là đề cốt này? Đấy, giải mã này. Đấy. Rồi thì đấy, thì ví dụ như là mình cho là 111 chẳng hạn, ABC 111 thì chúng ta đoán ngay ra đây chính là cái D7 vậy. Đấy, chính là
hay là 101 đúng nhỉ? 101 thì 101 chính là D5 đấy ạ. Chúng ta đổi ra thập phân này, chính là D5. Đấy. Có nghĩa là duy nhất cứ mỗi một bộ số đầu vào có duy nhất một cái đầu ra được chọn là bằng 1. Thế giờ chúng ta thảo luận một chút này. Tại sao đâu đề cốt? Đề cốt là giải mã. Thì giải mã đây nó cũng có ý này bạn. Đây là các số nhị phân, đưa vào là các số nhị phân khó hiểu đúng không? Đấy. Là cứ 0001 thì đấy là kiểu được mã hóa. Thế còn đây ở cái đầu ra D đây nó là cái thập phân dễ hiểu ạ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nên nó có từ gợi nhớ là giải mã, là vì là từ cái khó hiểu, số nhị phân khó hiểu sang cái quen thuộc thì đấy gọi là giải mã. Còn mã hóa là từ cái quen thuộc sang cái khó hiểu ạ. Ví dụ như là các bạn mà muốn nhắn tin cho bạn gái nhưng mà chỉ sợ bố mẹ đang chưa cho đúng không nhỉ, thì chưa cho phép thì ok là mình phải mã hóa. Ví dụ như I love you thì mình lại có khi lấy toàn các cái mã ASCII. Đấy, ví dụ mã hóa dùng mã ASCII mà. Đấy, ví dụ như ai là mã ASCII là bao nhiêu đấy, cứ 0110 nhắn cho một loạt. Thì bố mẹ nhìn mà là chịu chết đấy nhỉ, mà quá lạ sao này. Cái thông điệp gì nó toàn là 0 với 1 đúng không nhỉ? Đấy, thì đấy là mã hóa từ cái quen đấy nhỉ. Từ cái quen đưa về cái không quen, giải mã thì ngược lại từ cái không quen. Ví dụ đối với mọi người thì cái này không quen đấy nhỉ, nhưng mà cái này thì quen. Đấy, nên nó có cái đặt cái từ gợi nhớ là đề cốt là như vậy. Thế thì trong đây là có một cái là mọi người vẫn hơi mơ hồ đấy nhỉ, hơi mơ hồ. Đấy, quái lạ sao đây là mạch kết hợp. Thế thì hôm trước thấy mình chia sẻ là ô, chúng ta phải phân tích cái tính logic này, xong lại xây dựng bảng chân lý này, xong lại viết công thức này, xong lại vẽ mạch này. Thế thì ở đây không thích các bước đấy nhỉ? Thế thì ok, thì mình và bạn cùng sang một cái nhé. Bây giờ mình muốn là mọi người thiết kế nhỉ? Mọi người suy nghĩ tí, thiết kế là mạch giải mã chỉ hai đậu địa chỉ đầu vào, chỉ có 2 bit thôi ạ. Với 2 bit đầu vào thì mấy cái đầu ra nhỉ? Bạn thử xem. 1, 2, 3, 4 thôi. Đấy. Có nghĩa là mình đều làm cái mạch nó đơn giản hơn trong giáo trình. Đấy. Để cho mọi người hiểu cái bản chất của nó. Bản chất của nó cuối cùng cũng giống như cái mình đã trình bày thôi bạn, nó không khác gì. Thế thì bây giờ mình ra một cái đề nhỉ, thiết kế mạch giải mã, thiết kế mạch giải mã đề cốt 2 tu đúng không nhỉ, 2 sang 4, có nghĩa là 2 tín hiệu đầu vào, ví dụ đây là AB đúng không nhỉ, còn 4 đầu ra là D0, D1, D2, D3. Đấy. Vậy là nếu AB bằng 0,0 thì D0 nó sẽ bằng 1, còn các cái khác bằng 0 hết. Thế thì bây giờ thiết kế thế nào? Đấy thì mọi người cùng nghĩ khoảng 1-2 phút nhỉ? 1-2 phút. 1 phút đi. Đấy. Thế thì hôm trước thấy mình cứ chia sẻ là bây giờ phân tích cái tính logic của nó. Thế thì vậy bảng chân lý là gì? Với 2 đầu vào thì đâu đó là cái mạch này nhỉ? Mình gợi ý ấy. Cái mạch này đâu đó là nó có 2 đầu vào. Mỗi cái nó một cái đây là AB vậy. Và đây là các cái D đây bạn. D0 D3 à, ví dụ như vậy. Thế thì hôm trước thì chúng ta chỉ có rất nhiều đầu vào và một đầu ra. Nhưng hôm nay chúng ta lại sang một cái bài mới là có 2 đầu vào và rất nhiều đầu ra nhé. Thế thì vậy D0 nó bằng quan hệ với AB như nào? D1 quan hệ với AB như nào? D2, D3 đúng không? Thế thì trong cái mạch giải mã này chúng ta cùng xem này. Mạch giải mã này thì các cái D đấy là D0 bằng gì nhỉ? D0 nó bằng là A đảo, B đảo, N, C đảo đấy, đấy đúng nhỉ? D1 bằng cái gì? D1 mà A đảo, B đảo, N, C. A đảo, N, B đảo, N, C. Đấy, nó có công thức. Thế giờ mình muốn là làm công thức mạch nó chỉ đơn giản, chỉ có 2 đầu vào và 4 đầu ra. Thì chúng ta thiết kế thế nào? Đấy. Và các bạn cùng suy nghĩ khoảng thêm một chút xíu nữa nhỉ, thêm một chút thời gian nữa đi. Cái phần mạch kết hợp này, các cái mạch logic này thì cá nhân mình thì mình cũng nghĩ ra cũng hay nhỉ, nhưng mà có điều là thời lượng ấy cho ít quá. Đấy, mình đã quá rất nhiều nhưng thôi ok, chúng ta cũng cố gắng xem thêm một tí nhỉ, để biết đâu sau này kiểu cái lĩnh vực IoT cũng là cái ngành nó cũng là một cái chủ đề nó hot kiểu, ví dụ thế thì cái IoT là Embedded System ấy, chính là cái ngành mà
có thể biết đâu sau này trong công việc các bạn ngoài cái cốt phần tí phần mềm có thể đá tí sang phần cứng, thì đây là các cái kiến thức nền tảng, đây là nền tảng để cho nó có thể tiếp cận nó được cách dễ hiểu hơn. Thế thì như quay lại nhỉ, ok bây giờ các bạn này, không biết là có bạn nào nghĩ ra không, nhưng có điều là học trên online này cũng không hỏi được vì cái này nó phải vẽ hình đấy. Thế thì vậy là với cái đầu vào thì chúng ta phải xây dựng bảng chất lý vậy. Đấy, chúng ta mới chu table nhá. Đấy. Đấy, cũng thế. Thế thì AB đầu vào nó là 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, đây là tất cả các trường hợp đầu vào. Các bạn mọi người thấy vẫn như lý thuyết mình vừa trình bày hôm trước cũng vậy. Đấy. Thế đầu ra thì D0 bằng thế nào? D0 nó sẽ là khi AB bằng 0 thì D0 nó bằng 1. Các D khác bằng 0 hết đúng không nhỉ? Chỉ có một thằng được chọn thôi. Chỉ có một ô nhớ data không được kích hoạt với ô nhớ đấy, ví dụ như cái này được 1. Và tương tự các cái tình huống khác thì D0 nó bằng 0 hết. Thế thì khi mà AB nó bằng 0 1 thì D nào được bằng 1 nhỉ? D này sẽ bằng 1. Còn sảnh ra cái nó sẽ bằng 0. Đấy, đây chính là bảng chân lý. Và đây nó chính là hai đầu vào, hai đầu vào và 4 đầu ra. Thế thì mình sẽ phải vẽ 4 cái mạch độc lập nhau đấy. Đấy, nó không phải một đầu ra mà nó là 4. Thế thì D0 bằng gì? Mọi người nhìn D0, chúng ta lại dùng sum of product thôi. Thì bây giờ chúng ta viết công thức nha. D0 bằng gì? Ok, bạn nào có tập trung nhỉ? D0 bằng AB. Vì là D0 bằng 1 khi A bằng 0, B bằng 0 mà. Đây là SOP, chúng ta dùng SOP. D1 bằng gì? Bằng 1 khi A đảo B. D2 bằng và D3 bằng. D2 bằng gì? A, B đảo. Đấy. Thế thì vẽ mạch này nó vẽ thế nào? Thì ok, mình có thể vẽ một cái nhỉ, vẽ một cái hoặc là vẽ cả nhỉ. Ví dụ vẽ một cái thì đơn giản là A đảo B đảo thôi. Đây là thằng này là A N B này. Đúng nhỉ, đây D3 bằng A N B mà. Đúng nhỉ. Còn thằng này là A đảo B đảo. Đấy, tương tự như vậy nhỉ. Ví dụ A đảo đây. B đảo đúng nhỉ. N vào nhau. Đấy, ví dụ thế nhỉ, ví dụ như vậy. Thì đây chính là cái mạch. Mình lấy ví dụ cho vẽ lại nhé, vẽ lại này. Thì chúng ta để vẽ cái mạch này thì chúng ta cũng là A, B thôi. Nó cũng có A đảo đây. Và B cũng có B đảo đây. Đấy. Thế thì đầu tiên là D0 bằng A đảo, B đảo. Thì nó được cái này thôi. N nó nhỏ. Đấy, là được cái mạch đầu tiên. D0. D1 bằng gì? A đảo, B. A đảo đây đúng nhỉ? B đây. D1 nhá. D2 bằng AB đảo. A đây và B đảo. N nhé, đây là N. B đảo đây, A đây. Và AB vậy. Đấy, ok nhỉ. Đấy chính là mình đang thiết kế cái mạch đề code hai đầu vào. Đấy, mình vừa thiết kế đề code đưa hai đầu vào, 4 đầu ra. Cũng có các bước là phân tích cái tính logic này. Viết biểu thức này. Vẽ mạch đấy nhỉ. Đấy, giúp gọn biểu thức vẽ mạch. Ok nhỉ. Thế thì đây hai cái bài này, hai cái bài gọi là mỗi bài nó có một vẻ đấy nhỉ. À, bài đề cốt lại có cái hay, bài ghép kênh lại có cái hay. Đây ví dụ như hai cái bài. Thế thì tiếp theo chúng ta còn là các cái bài khác, mọi người thử xem có đã hiểu ngộ ra cái ý của mình như nhỉ. Đấy. Phân tích cái tính logic của nó và mình sẽ thiết kế. Thì mọi người mình lấy ví dụ nhá, mình các bạn cứ đưa vào đây nhỉ. Ví dụ như là đưa vào đây không, đây là một, thì
bạn xem là cái chân nào, cái đèn nào sẽ sáng, giả sử bây giờ mình lối vào các cái đèn ở đây đúng không nhỉ, thì 01 đấy nhỉ, 01 thì chính là D1 sẽ sáng đấy, cái này sẽ bằng 1, còn các khác mình không hết. Giả sử ở đây mình lắp một cái đèn đây nhỉ, khi mình đưa 0001 1011 thì các cái đèn này sáng luân phiên kiểu như vậy. Nha, thế thì ok, chúng ta cùng sang tiếp nhỉ. Đấy là mạch nhỉ, gọi là decode nhỉ. Decoder nhỉ. Tiếp theo ta sang cái read only memory. Sorry, ngoài hơi ồn là mình khép cái cửa nhỉ. Hôm trước là mọi khi mình ngồi ở cái phòng bên trong, nhưng mà hai thằng nhà mình nó chiếm cái đấy là cách ly, nhưng mà cuối cùng hôm qua mình cũng chuyển thành F0 rồi bạn. Đây, hôm qua thành F0, thế tối hôm qua, ngày hôm qua nó cũng hơi mệt mệt, mình bỏ 100% rồi, khỏi cần phải test, nhưng mà thôi, vấn đề là mình vẫn test thử, thì nó cũng bị, thì hôm qua nó cũng hơi mệt mệt. Thế sáng nay cũng thấy hơi mệt, nhưng mà bây giờ ngồi chém gió lúc lại thấy nó khỏe bạn, thấy nó hết sức bình thường. Đấy, thì chắc là bị may rồi, có thể là mình cũng qua rồi, có thể là qua cái mệt rồi, có thể là không ảnh hưởng gì đến công việc. Đấy, nó đỡ bị gì là đỡ bị gián đoạn của mình cũng như của các bạn. Đấy, thế nó cũng bình thường, nhưng mà thấy cái khu nhà mình cũng mọi người cũng bị nhiều, nhà mình cũng bị khá khá rồi. Đấy, thì còn 1-2 trường hợp nữa thì mình nghĩ thôi, thì trước sau gì thì cũng sẽ lần lượt thôi nhỉ. Thế ok, mình thế nhỉ, thì mình sẽ đi đợi mình một chút xíu, mình khép cái cửa và tí nữa đỡ ồn nhá. Đấy, vì là mình ngồi ở cái phòng này nó hơi gần đường. Rồi đợi mình chút xíu. Ok mọi người thử đây nhìn qua cái mạch làm chút nhỉ. Ok nhé, thì mình bạn cùng tiếp theo sang cái nội dung tiếp theo nhé. Tiếp theo thì bộ nhớ ROM nhỉ. Ok, mấy cái phần đề code có thể thôi, read only memory. Có cái điểm đặc biệt là bộ nhớ ROM, nhưng nó lại là không có tính nhớ, nó chẳng có nhớ gì cả. Đấy, nó lại memory list. Tại sao gọi là bộ nhớ ROM mà không tính nhớ? Và trong chương 5 chúng ta học ấy, mọi người thấy là bộ nhớ ROM là bộ nhớ được ghi trong quá trình sản xuất. Thế thì nó cũng có cái hay ở đó, nhưng mà thôi ok, mình bạn cùng sang nhá. Các bạn nhìn này, đây là cái bộ nhớ ROM, chu thầy bồ cho bộ nhớ ROM. Thế thì nếu mà chúng ta đang học về cái mạch kết hợp này, thì mọi người có đúng đây là input này, 4 đầu vào và 4 đầu ra. Thì giờ chúng ta mới tính từng cái một, ví dụ Z1 nó quan hệ với các đầu vào là như thế nào. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực thi được mạch dùng cái kiểu sum of rows, với là vẽ mạch, viết công thức và vẽ mạch. Thì mình hoàn toàn có thể tính được Z1 theo này. Thì do vậy là bản thân Z1 nó quan hệ với đầu vào đây là cũng là AND OR slot rồi. Tương tự Z2 cũng vậy, Z2 cũng là một cái mạch kết hợp. Z3 cũng thế, Z4 thế. Vậy là cái bộ nhớ ROM này là bộ nhớ ROM gồm có 4 mạch đầu ra, 4 cái đầu ra và 4 đầu vào. Thế thôi, nó chồng lên nhau. Đây, nó chính là cái mạch của nó thôi. Đầu vào đây, đầu ra, NO slot vào nhau, ví dụ như vậy. Thế thì đây là cái dưới góc nhìn của mạch kết hợp. Nhưng mà chúng ta mới nhìn dưới góc độ của cái bộ nhớ. Thì đây không khác gì là address. Và đây là data. Cho địa chỉ đầu vào là 0000 thì data là thế. Thì mọi người hình dung như là một bộ nhớ chưa? Như là memory. Nhưng thực chất là bảng mạch kết hợp.
Thì ok, thì như là thế nhỉ. Ok, mình bạn cùng đây nhá, mình cùng lấy ví dụ nhá. Thì nó không khác thì đây là address thôi nhá. Input thực ra đây chính là address đầu vào, đưa địa chỉ đầu vào. Dưới cái nhìn của bộ nhớ ROM nó chẳng mang đi, đây là address. Và output đây chính là data. Thì các bạn tưởng tượng ở đây là địa chỉ này. Đây là các cái address này, và đây là các cái ô nhớ, cái nội dung của nó đây nhỉ. Ví dụ đưa địa chỉ này vào thì lấy được đầu ra như này, data này. Thế thì bản chất nó không khác gì bộ nhớ, nhưng thực chất nó là mạch kết hợp. Thực chất nó là compilational circuit nhỉ. Thực ra nó là mạch kết hợp. Mạch kết hợp nó chỉ bao gồm các cái con and, or, đúng nhỉ, not, so, not and, not or, ví dụ như vậy. Thì đây chính là cái bộ nhớ ROM, nó không có tính nhớ đâu vậy. Nó chỉ là cứ đưa cái đầu vào đây. Đấy, thì nó là and or slot ra đầu ra tương ứng. Thì đây coi như là data. Trong nó chẳng có nhớ cái gì cả. Đấy, trong nó chẳng có một cái con tụ điện để nhớ trạng thái là cao hay thấp gì cả. Đấy, vậy là memory list là như vậy. Đấy, memory list. Thì ok, đấy là cái phần bộ nhớ ROM. Nó cũng có thể hơi hơi trừu tượng, hơi khó hình dung một tí. Đấy, thì ok, cứ cố hiểu này. Vì chúng ta lại sang bộ cộng. Đấy, cái từ phần này vì là thời lượng nó có hạn, thời lượng cho phép để trình bày nó có hạn nên mình có thể trình bày là cũng hơi nhanh một chút. Ok, thế thì trong cái bộ cộng thì mọi người chúng ta bây giờ đang chuyển sang cộng rồi nhé, chứ không phải là o đã. Không cộng không bằng không, nhớ không bằng một nhớ không, một cộng không bằng một nhớ không, và một cộng một bằng không nhớ một. Đây không phải là o nữa, đây là cộng nhị phân bình thường. Tức là mình mới thiết kế cái bộ nhị phân này, chúng ta thiết kế như này. Đấy, thì lại quay lại các cái bước mình vừa trình bày đấy. Thứ nhất mình phải phân tích cái tính logic. Thứ hai là chúng ta vẽ bảng chân lý, đúng không? Rồi chúng ta viết công thức và vẽ mạch. Đấy. Bây giờ mình mới vậy là cái đầu vào là hai đầu vào, hai bit đầu vào, đầu ra nó là hai bit, một bit sum và một bit carry. Carry nhớ. Thì thực ra cái bảng chân lý của nó là 0 cộng 0 bằng 0 nhớ 0, 0 cộng 1 bằng 1 nhớ 0, 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. Đây chính là cái bảng chân lý gồm hai đầu vào và hai đầu ra. Thế thì bạn nào nhìn tinh mắt nhỉ? Vậy là carry nó quan hệ với AB như thế nào? Cái đầu ra carry nó chỉ có 0 và 1 thôi đúng không? Thì quan hệ là gì đây? Nó bằng 1 khi AB bằng 1. Vậy là carry nó bằng AMB đấy bạn. Còn mạch sum nó quan hệ với AB như nào? Đấy. A đảo NB, ANB đảo. Đấy, thì thực ra đây là chính là so đấy bạn. Đây chính là con so. Đấy, nha, ok. Thế thì đây là chỉ có 2 bit đầu vào. Thế thực chất chúng ta lại có thể là phải nhiều bit đầu vào. Đấy, có thể là có các carry in đấy bạn, đấy, kiểu nhớ. Đấy, thì nếu 3 bit đầu vào thì chúng ta có được tổng và carry này nhỉ. Ví dụ nhỉ, ví dụ như là 3 bit đầu vào, tại sao phải là 3 bit đầu vào? Mình lấy ví dụ nhỉ. Mình muốn cộng một loạt các cái bit là 1011 à, 0010 à, cộng vào thì 100 bằng 0 à, bằng 1 nhớ 0 à. Nhớ 0 ở đây. 0 cộng 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 0 bằng 1 nhớ 0. 0 cộng 1 bằng 1. Thì do vậy là mình phải cộng 3 cái tín hiệu đầu vào không? 3 cái bit đầu vào. Đấy, nó có được một đứa đầu vào nhỉ. Thì do vậy là có khi là carry, carry cái tràn của cái carry của thằng này lại là carry in của thằng này. Đấy, kiểu kiểu như vậy nhỉ. Thế thì vậy là mình xây dựng bảng chân lý 3 đầu vào. Carry in này. Này. Ví dụ như là 0 cộng 0 bằng 0 nhớ 0. 0 cộng 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1. 1 cộng 1 cộng 1 bằng 1 nhớ 1. Thì do vậy là mình cũng viết được một cái bảng chân lý gồm 3 đầu vào. C in AB, đấy là 3 đầu vào. Và 2 đầu ra là sum and CA. Thì mình cũng có thể là thực thi được cái mạch bộ cộng 3 bit đầu vào thôi nhỉ. Thì ok, đây là chính là cái người ta có thể thiết kế đấy bạn. ABC nhỉ, implement bộ adder này. ABC, C in đấy, gọi là C in.
nó cũng viết kiểu summer crack, viết đạt được cái tốt nhất. Dạ, tiếp nha. Nhưng nói tóm lại là bộ nhớ nào thì mình thế nhỉ. Thì thực ra là khi mình cộng nhiều bit á, cộng nhiều bit thì carry in out của thằng này là carry in vào tầng tiếp theo, mọi người nhìn này. Cin carry out của thằng này là carry in của thằng tiếp theo, cứ như vậy nhé, nối tầng này. Ở trong trường hợp mà mình muốn làm 32 bit thì trên thị trường nó bán các cái con bộ cộng 8 bit rồi, thì mình cũng nối tầng thôi. Cái carry out của bộ cộng này lại nối vào carry in của tầng tiếp theo. Đấy, thì mình có thể thực thi được là 32 bit. Đấy, ví dụ như vậy nha. Đấy, thì vậy thì chúng ta đã kết thúc cái mạch kết hợp, mạch kết hợp. Thế bây giờ chúng ta sang cái mạch tuần tự. Thế thì khác biệt giữa mạch tuần tự và mạch kết hợp ở điểm gì? Keyword của nó là gì nha? Mạch tuần tự. Thế thì mạch kết hợp mọi người thấy này. À, mình phân tích rất là nhiều nhỉ? Mạch kết hợp thì cứ cho đầu vào, cho một bộ đầu vào này thì đầu ra nó cố định, nó không bao giờ thay đổi. Ví dụ như ở một thời điểm nào đó mình đưa là 101, đầu ra chắc chắn là 1, 1000 lần nó cũng đều bằng 1 hết. Nhưng mà mạch tuần tự thì cũng là đầu vào là 010 chẳng hạn, nhưng đầu ra lúc thì là 0, lúc thì là 1. À, thế nó mới khó. Tại sao gọi là mạch tuần tự đúng không ạ? Ok nha. Keyword của nó là thế đó. Đầu ra nó phụ thuộc vào đầu vào và lịch sử của đầu vào. Thì ok, mình bạn cùng quay ở đây. Sequential circuit mạch tuần tự nha. Đầu ra phụ thuộc không chỉ vào đầu vào mà nó còn phụ thuộc vào lịch sử quá khứ của đầu vào đúng không ạ? Tùy theo đầu vào nó là thế này và nó lại có các cái giá trị khác nhau và nó cũng được kết hợp, nó được tạo ra từ các mạch kết hợp thôi, các cái con logic cơ bản. Ví dụ đây là flip flop đây, cấu tạo đây, đây chính là cái mạch tuần tự và đây gọi con chốt dữ liệu latch, đây là chốt dữ liệu nhé, chốt dữ liệu latch nhỉ. Thế thì chốt dữ liệu này nó hoạt động nhỉ. Thế thì nó tuần tự, mọi người thấy có cái điểm gì nhỉ? Đầu ra của thằng này nó lại hồi tiếp về đầu vào. Thế đầu ra thằng này lại hồi tiếp về đầu vào, đại loại nó có cái khá là lằng nhằng. Thế con này tại sao nó lại phụ thuộc vào lịch sử đầu vào, đầu ra Q lúc thì bằng 0, lúc bằng 1, mặc dù là RS có thể là đều là cùng là 00 hay 01 gì đấy nhỉ. Thế thì mình để mà các bạn hình dung ra cái đấy thì mình có sưu tầm một cái phúc lục để chúng ta cùng xem nhé. Thế thì đây là cái mạch, có đúng không mọi người nhìn đây chính là con latch lại đây. Và đầu vào ở thời điểm này gọi là 0 và 0 và kết nối với con not and à, not or nhỉ? Latch chốt dữ liệu, đây là con chốt dữ liệu. Thế thì đầu vào nó gồm hai tín hiệu và R và S. Thực ra RS đây mình chia sẻ luôn, nó là reset và set. Reset là clear đúng không nhỉ? Set là bật lên. Đầu ra có một cái tín hiệu Q. Đấy, còn cái tín hiệu Q đảo này thì chúng ta cũng không quan tâm, nó ngược lại với Q thôi nhỉ? Thế thì mọi người thử xem cái hệ thống cái tín hiệu này có bền vững không nhỉ? Hay con not all mà. Thì xem nếu mà mình cứ để này thì nó có gọi stable hay không, có ổn định hay không nhé. Thế đây là 1 à? 0 với 1 qua con O là 1, nhưng qua con đảo thì nó O not, not O thì nó bằng 0, đúng. Đầu vào đây là 0, 0. Qua con O là gì? Là 0, qua con đảo thì nó thành 1. Nếu mà mình cứ để này thì cả ngày nó vẫn cứ là 0 thôi, không có gì thay đổi. Và đầu vào đang là 0, 0 nhé. Đây là một trạng thái ổn định. Thế thì trong đây mình mới lấy ví dụ, mình cho cái chân set này đưa lên, set lên một cái xong lại về không. Đấy, set lên một tí thôi, khoảng một giây thôi, xong mình đã đưa nó về không. Thế thì khi đó là R bằng 0 và S nó quay trở lại bằng 0 thì Q có thể lúc này nó
nó lại là một cơ, chứ nó không phải bằng không. Có nghĩa là đầu vào cũng vẫn đang là không không, nhưng mà quy khi đó nó sẽ bằng một. Mình lấy ví dụ cả. Đấy. Thế đến đây S nó lại về không rồi bạn. S là về không rồi, có nghĩa R bằng không, S bằng không. Mà Q nó vẫn lại bằng 1. Có nghĩa là đầu vào nhé, mọi người để ý, đầu vào cũng đều là 0,0 đúng không ạ? Không không, đầu ra Q nó lại là 1 đúng không ạ? Bây giờ đang là 0. Cho cái chân set bằng 1 cái thì lập tức cái này được set lên 1. Đấy, sau đó dù cho cái chân S có phải không rồi, cái này vẫn bằng 1. Thì để mà trình bày cái phần này chắc phải mất 10-15 phút ạ. 5-10-15 phút rồi nhá. Đấy, nên mọi người có thể tự tự làm từng bước một nhá. Đây là mình chỉ giới thiệu thêm thôi. Ví dụ trong trường hợp này, đây đang là 0,0, đây là 1 đâu. Mình phải cho cái chân reset này, cho bằng 1 rồi cái. Sau đó thì mình sẽ đưa nó về 0, thì cái quy được bị reset đấy. Nên cho đến khi mà sau khi ổn định ấy, thì cái này nó không và không á, thì cái chân quy nó lại không, và có lúc là không không lại bằng một. Tóm lại là nó phụ thuộc vào lịch sử của đầu vào. Nên đây gọi là mạch tuần tự các bạn, sequential circuit, mạch tuần tự. Đấy. Mọi người tự xem, nhận tự xem. Chúng ta phân tích từng bước một, đấy, từng bước. Nhưng mà các bạn về tự phân tích nhé, chắc là mình không có thể là. Thế tiếp theo cái con chốt dữ liệu, đây con latch chốt dữ liệu, nó có được dùng vào để chế tạo các thanh ghi vậy, basic cái thanh ghi gọi shift repeater nha. Đây là các loại thanh ghi khác nhau. Thì ví dụ như đây thanh ghi là vào nối tiếp ra nối tiếp, vào nối tiếp ra nối tiếp và dịch trái đúng không nhỉ? Đây là vào song song nhá, data in là song song, parallel in và serial out. Đây là data in là serial in và parallel out. Thế cái này dùng vào việc gì? Dùng vào data in. Ví dụ như cái này là cái thanh ghi này để cắm vào con chuột của mình để, hay là cái bảng vẽ của mình này. Data in nó là giao tiếp nối tiếp qua USB mà. Và đầu ra là out, cái thanh ghi này sẽ out đẩy vào bên trong data bus của máy tính ấy. Nó song song, vào nối tiếp song song. Thế còn cái này thì ngược lại đúng không nhỉ? Đây là trường hợp mà mình muốn đẩy dữ liệu ra cái máy in chẳng hạn. Lúc data vào thanh ghi này là song song từng byte một, nhưng mà đẩy ra nó đẩy từng bit một ra máy in. Còn đây là mấy cái thanh ghi khác nhỉ? Vào song song ra song song, xoay. Mọi người xem đây là thanh ghi dịch. Đây là thanh ghi dịch nha. Shift repeater đúng không nhỉ? Đấy thì cứ mỗi một cái clock đưa vào đây bạn. Sẽ đẩy đi đúng không nhỉ? Đấy. Đấy thì ok mình lại nhá. Lại này. Cứ mỗi một clock xung nhịp đưa vào đây thì đầu vào data đầu ra nó sẽ quy. Và tất cả này chung clock đúng không nhỉ? Đây là vào nối tiếp ra song song. Đây là cái cấu tạo của thanh ghi vào nối tiếp song song. Thì đấy cái phần phụ lục mình có chia sẻ thêm nha. Thì bây giờ mình bạn cùng quay lại cái phần mạch tuần tự nha, mạch tuần tự đây. Mạch tuần tự nha. Thế thì mọi người mới thấy là có đúng là mỗi lần S nó thay đổi vậy thì phải delta T nó mới đẩy ra Q này nó mới thay đổi không? Và lại qua cái con này nó là delta t vậy. Một cái delta t nó mới ra đây thì nó tóm lại có một cái trễ nào đó chứ không phải là ngay lập tức đâu nha, ngay tức thời đâu. S nó thay đổi, Q thay đổi ngay đâu, nó cũng có một độ trễ nhất định. Đấy, thì đấy gọi là trễ là hai delta t. Thì cái trễ nó không nhiều, cái trễ này nó chỉ đâu đó nó chỉ là nano giây thôi, nhưng mọi người nghĩ nó ngắn đấy nhỉ, nano giây ăn thua gì, nhưng mà thực tế là nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái hiệu năng của con chip, cái giới hạn của con chip. Thế thì vì nó đáp ứng delta t nó cũng có một cái lớn nhỉ, thành ra là cái xung nhịp của mình nó xử lý nó không đáp ứng kịp với xung nhịp, do vậy xung nhịp cho đến thời điểm này với công nghệ ngày nay nó chỉ bị
bị giới hạn đấy, nó chỉ giới hạn ở cái tầm 3-4 ghi thôi chứ không tăng được lần. Đấy là do cái delta t này. Ví dụ như vậy nhé. Và đây là một vài con chốt dữ liệu, hãy mọi người cùng xem. Đây là con flip flop nhỉ. Nó gồm có r và s đấy, r và s. Thế nó khác với con lách vừa nãy, cái điểm nó thêm cái clock. Thì nếu clock bằng 1 thì nó lại giống y xì như con lách vừa nãy, chốt dữ liệu r và s. Nhưng cho clock bằng 0 ấy thì cái đầu ra con này bằng 0. Đấy thì con này sẽ chốt lại. Đấy thì đây chính là cái ý tưởng để nó ghi nhớ dữ liệu vậy. Đấy. Ví dụ như mình cho cái chân reset thì quy nó bằng 0 và mình cho clock nó về 0 cái tức quy nó cứ giữ bằng 0 rồi. Đấy. Coi như đã được nhớ, coi như đây là chính là cái nó nhớ lại vậy. Hay là mình cho set một cái sum set vào đây cái thì lập tức quy nó set bằng 1. Xong mình cho clock nó về 0 cái thì lập tức quy nó sẽ cứ nhớ cái giá trị 1 ở đây. Lên đây thực chất đây có thể hiểu đây là một cái bit nhớ các bạn. Đây là một cái gọi là bit nhớ SRAM, đấy nhà chúng ta học là SRAM, chính là con flip flop. Nhưng mà để cho đơn giản hơn thì nó có cái D. Từ S và R đây là reset và set. Thế thì D là gì? D là data. Data. Thì nó đơn giản hóa thôi nhỉ, thì vì là hai cái thằng RS cứ bập bênh nhau. Nên nó cho chỉ cần một tín hiệu D thôi. Nếu D bằng 0 thì con này được reset à. D bằng 0 thì cái này bằng 1. Một đưa vào đây thì con này bị reset à. Thì nó phải 0. Xong cho clock về 0 cái thì nó nhớ cái 0 ở đây mà. Cho cái D bằng 1 xong cho clock bằng 1 cái lập tức được set lên. Xong sau đó là clock đưa về 0 cái thì nó nhớ cái bit giá trị 1 ở đây. Đấy. Lên do vậy đây chính là con data flip flop. Nó sẽ nhớ cái giá trị ở đây. Mọi người xem cái con JK, JK nó chẳng gợi nhớ được gì đâu. JK là tên của hai nhà khoa học người ta nghĩ ra cái con flip flop này. Cái con này nó có tính chất cũng khá là hay nhỉ. Đấy, các bạn nhìn phân tích cái này nhỉ, phân tích thì ok chúng ta mọi người nhìn rồi. Con data này dễ trước nha. Con đây tờ flip flop cứ D bằng 0, D bằng 1 thì Q bằng 0 1 nó chốt lại. Đây chính là cái một bit nhớ đấy, bit nhớ. Thế thì con RS nó có set đi set ấy, nó có cái nếu mà RS bằng R bằng 1, S bằng 0 thì nó bị reset đấy mà, Q nó bị reset. 1 0 là set. Còn nếu 0 0 thì nó cứ giữ nguyên, còn 1 1 thì nó không xác định. Không xác định nhá, chứ không phải là bằng 0 1 mà không xác định. Thì con JK nó có điểm rất là đặc biệt đây nhỉ. Khi mình đưa JK vào đây 1 1 thì mọi người thấy cái đầu ra Q này nó cứ lật trạng thái. Cứ đang 0 thì thành 1. Đấy, cứ clock đưa vào cái đang 0 bằng 1, kích hoạt cái nữa đang 1 thành 0, nó cứ lật tô lờ, lật trạng thái. Và cái tính chất lật trạng thái này người ta khai thác để người ta thiết kế các cái bộ đếm và rất nhiều các mạch tuần tự khác nhé. Cũng rất là ok nhỉ. Đấy, thì mọi người cùng nhớ lại một chút nhỉ, nhớ cái ghi nhớ lại một chút xíu thôi. Thì trong cái phần thi cuối kỳ hoặc là kiểm tra cũng không, cái này nó hơi nâng chuyên sâu nhỉ? Chúng ta cũng có thể kiểm tra gọi là gọi các cái rất là cơ bản thôi. Ok, mọi người cùng xem qua cái bảng triết lý này, suy nghĩ một chút xíu nhỉ, khoảng một phút nhỉ, một phút. Mở cửa chính nha, bởi lẽ mọi người tránh đó khi mà ok nhỉ, bây giờ chúng ta cùng sang cái phần còn lại vậy. Phần còn lại đây là thanh ghi song song nhỉ, thì bởi lẽ mình đã nhìn cái phần phụ lục rồi vậy. Vào song song ra song song thôi. Đây là thanh ghi dịch, đúng nhỉ? Vừa nãy chúng ta để mô rồi. Cứ mỗi lần clock xung nhịp đưa vào thì cái bit nó cứ dịch. Đây gọi là thanh ghi dịch mà. Còn đây là bộ đếm. Đấy thì như mình vừa nói,
nó sử dụng các cái con Philips Philops để nó thiết kế bộ đếm, và đặc biệt là Philips Philops ZK. Thì nó có hai cái bộ đếm, như mình thấy trong Quick Bank nó có câu hỏi là bộ đếm là Synchronous là đồng bộ và bất đồng bộ. Synchronous. Thế thì đồng bộ là gì? Đồng bộ thì chúng ta đặt trước học trong chương 3, chương 7, đồng bộ là có đồng hồ, chung đồng hồ, hai thằng nó hoạt động, nhiều thằng phối hợp hoạt động dựa vào cái đồng hồ, xung nhịp đồng hồ. Thế thì trong cái bộ đếm thì nó là thế nào? Thế mọi người thấy này, nó có cái xung nhịp được, cái clock này, clock này. Thì tất cả con flip flop nó đều chung clock, như vậy đây là bộ đếm đồng bộ, vì nó chung clock. Và đây là thanh ghi song song nhỉ, vào song 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 thôi, cứ vào đây là 16 bit, kích hoạt một cái thì từ đầu vào nó sẽ kích ra đầu ra, nó sẽ nhớ vào trong đây, nó nhớ các cái 16 bit, nó nhớ vào thanh ghi này, coi như được ghi vào đấy, đã được ghi vào. Đấy, còn đây cũng là một cái bộ đếm là đồng bộ đấy bạn. Vì sao? Vì nó cùng clock, ba con flip flop này đều cùng clock. Thì cái phần này để mà hiểu được thì nó phải là cả nhiều slot đấy nhỉ. Đấy, nhưng mà có điều là người ta cũng, đây chính là cái cách để thiết kế bộ đếm. Thế thì trong đây bộ đếm này là gì? Có thể ABC nó cứ 0000101010, cứ mỗi clock đưa vào nó sẽ tăng lên 1, 0000101010, ví dụ như vậy. Thế thì bộ đếm trong cái giáo trình này nó không vẽ một cái bộ đếm bất đồng bộ, thì nên toàn là đồng bộ hết. Thì bất đồng bộ là gì? Clock này là do từ đây đưa vào nhé, còn cái output của thằng này nó lại là clock của thằng này, nó lại là một cái xung kích vào thằng này, thì nó là trạng thái. Do vậy là nó gọi là mạch bộ đếm gọi là bất đồng bộ, bất đồng bộ. Ok, dạ, tiếp. Tiếp theo chúng ta sang xong cái phần mạch tuần tự các bạn. Bây giờ chúng ta sang một chút nữa là logic lập trình đường. Thì từ đầu đến giờ chúng ta đều học cái thiết kế mạch chứ nhỉ? Thì nhưng mà vấn đề là trên thị trường nó có những cái thiết bị có thể logic, có thể lập trình được. Đấy, nó có một số cái loại này. Ví dụ như trên thị trường nó bán con IC trắng nha, nó có sẵn 3 đầu vào và 2 đầu ra, và mình dùng phần mềm để mình lập trình để nó kết nối các cái điểm này thôi. Ví dụ như là kết nối. Thế thì ở đây ví dụ mình lập trình mình kết nối thằng này, chập nó vào thôi, thì có đúng là đầu ra của cái con N này nó sẽ là gì đây? A này, B này, C đảo, N vào nhau. Mình lập trình chập chập hai này, nó là A đảo, N, B đảo. A đảo, N, B đảo. Cái này người ta viết sai. A, B tất cả đảo là sai. Đây là A đảo, N, B đảo. Tiếp theo đây là gì đây? A này và C đảo đây. Xong nó lại chập chập hai thằng này vào nhau chẳng hạn. Chập chập đây. Thì cái này nó sẽ bằng là A, B, C đảo và A đảo, N, B đảo. Đấy thì rõ ràng nó có cái con IC trắng này. Mình có thể lập trình cho nó thì nó sẽ rẻ hơn mà. Nó cũng nhàn hơn, giờ nó sẽ ổn định hơn. Đây là logic có thể lập trình được. Đấy, không cần phải dây dợ lằng nhằng đúng không nhỉ? Nó là có sẵn con IC rồi. Đấy, mình chỉ cần lập trình để mong muốn đầu ra nó quan hệ với đầu vào như này thì chúng ta chỉ được lập trình thôi. Tương tự FPGA cũng là logic lập trình được các bạn. Đấy, nhưng mà nó phức tạp hơn rất là nhiều. Đấy, mình có thể lập trình được từ IO block và lập trình các cái logic block kết nối. Đấy, thì vậy là chúng ta đã xong cái chương 11. Thế thì mọi người cùng các cái bài tập chúng ta đã làm hết chưa nhỉ? Mọi người thấy có nhờ các bạn xem có đã làm hết các cái bài tập trong đây chưa nhỉ? Thực ra là mấy cái bài bên dưới cũng khá là hay, nhưng mà vì là thời gian nó có hạn nên mình không chữa được. Thì đây có một số cái bài nhỉ, ví dụ một số bài kiểu như là đây là rút gọn biểu thức này vân vân, nhưng thôi ok, chắc là cũng hòm hòm rồi đúng không nhỉ. Thế thì mọi người cùng xem qua tí nhà, nghỉ ngơi tí, chúng ta sẽ sang chương 12 nhỉ. Chương 12, chương 13 chúng ta sẽ học về
Injection set. Injection set. Ok, thì sau khi xong chương 11 thì mình có thể đưa mấy cái đường link bài quiz nha. Bài quiz cũng như là link bài tập này. À, thì ok, mình sẽ mở cái này ra để tí nữa. Thứ nhất là bài quiz chapter 7, 8, 11. À. Ok, video bài giảng này. Video bài giảng đây là slot thứ... Hôm nay là slot thứ... 19, 21, hôm nay là 22 nhỉ? 22, 23, 24 này. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, thì hôm nay là slot thứ 22. Mình đang học các mạch kết hợp. Mạch kết hợp. Gọi là combinational nhỉ? Combinational nhỉ? Second mà. Sequential nhỉ, sequential circuit nhỉ. Đấy là các mạch này. Đấy là cái trong cái slot này chúng ta đang học về cái phần kết hợp và mạch tuần tự. Ok nhỉ. Thì tiếp nhỉ, tiếp theo ta sang nó gồm có các cái S3 thì thứ nhất là gồm có bài quiz này. Quiz chapter 7, 8, 11 không có mật khẩu. Và đây là các cái bài tập kiểm tra nhỉ. Các bài tập kiểm tra. Còn đây là tiếp theo là cái gì đây nhỉ? Thì, nữa này. Thì bài tập kiểm tra trong cái S3 thì quiz lấy một nửa nhá. Còn lại là các bài trên EDX. Đấy, thì EDX của lớp mình đây nhỉ, thì gồm có 11B này. Một này. Đấy, cái bài này. Cố gắng làm trước chủ nhật nhé. Các bạn nhắc việc để làm trước chủ nhật để hôm chủ nhật mình check vậy. Chủ nhật mình check nhé. Chương 7, chương 8 đấy nhỉ, đấy, 11A, chương 7, chương 8 ạ. Ví dụ như vậy. Chương 8, cho chương 8 lên trên nhỉ. Bạn nào làm chương 7 rồi thì đấy, các cái chương cũ các bạn làm rồi thì thôi nhỉ. Đấy. Sơ sơ là thế nhé, sơ sơ thế. Cuối giờ mình sẽ đưa lên trên Classroom. Yeah, ok. Thế thì với các bạn cùng giới thiệu qua tí nhé. Thì nội dung tiếp theo mình sẽ học sang cái chương 12. Gọi là chương 12 là Injection Set. Chương 13 cũng là Injection Set. Đấy. Hai cái bộ lệnh. Thì ok, thì kế hoạch của chúng ta thế này nhá. Chúng ta có chương 13, cứ mỗi chương một slot ạ. Thế sau đó thì chúng ta sang cái assembly. Assembly thì cái này đâu đó là assessment 15%. Assembly thì kể ra nó cũng hay thôi. Đấy, nhưng mà không biết là mọi người đợt này đoạn cuối là có thể là hơi bận, hơi bận. Thì không biết là có sắp xếp được không, nhưng thôi ok, cũng làm các cái bài đó cơ bản nhỉ. Sau khi xong assembly thì cái này đâu đó là mất khoảng 4 đến 5 slot. 4 đến 5 slot nhé. Và sau đó chúng ta sang các cái chương 14 chap 15, 16. Như các cái chương này rất là ngắn, chỉ nói chỉ nhanh thôi, có thể nói nhanh được. Đấy. Thì có thể đến sau đó thì mình có exercise nhỉ. Đây là 15% và đây là có exercise 4. Exercise 4 7,5% thông qua các bài Edulex thì các bài quiz các thứ ở chương này nhỉ. Ok. Thì này. Thế thì mọi người nghỉ ngơi 1 phút nhỉ, 1 phút đi, sau đó chúng ta sẽ sang cái chương 12 nhỉ. Hai cái chương này đều học về Injection Set. Mọi người nghỉ ngơi 1 phút, uống nước thôi, nghỉ ngơi 1 phút. Đấy, thì chúng ta sẽ phút sau chúng ta sang cái phần Injection Set. Mày đọc. Mày đọc. Em uống tay chưa?
Ok, lớp mình đang mới có 23 nhỉ, vẫn còn một số bạn vắng. Thế thì bây giờ chúng ta sang chương 12 nhỉ, sang chương 12 học về tập lệnh. Thì tập lệnh đâu đó thì có thể chúng ta đã học trong chương 2, chương 3 đã học sơ sơ rồi. Thì hôm nay chúng ta có dịp học lại một chút. Đấy, và sau đó thì cũng là cái cơ sở để chúng ta học về assembly, là lập trình hợp ngữ vậy. Đấy. Thì mọi người cũng để ý nhỉ, để ý thì có thể sau buổi này nhỉ, thì mình cũng lại có cái bài tập để cho mọi người làm nhỉ. Thì ok, thì mình và bạn cùng bắt đầu nhé, bắt đầu về chương 12 nhé. Thì mọi người mở giáo trình ra và mở slide ra nhé. Mở giáo trình đây, chương 12. Tập lệnh. Thế thì thứ nhất là machine instruction là gì? Machine instructions đấy, hay là computer instruction, đấy là lệnh máy thôi. Và tập hợp tất cả các lệnh nó gọi là làm bộ lệnh, và instruction set là bộ lệnh của con vi xử lý. Tập hợp các lệnh khác nhau, mỗi bộ lệnh, mỗi con chip có thể có cái bộ lệnh khác nhau, và nó có thể là vài trăm lệnh tùy loại. Thì cái câu lệnh nó phải chứa các thông tin để yêu cầu để cho con vi xử lý thực thi chương trình. Thế các cái thông tin là thông tin gì? Information. Thứ nhất là các cái toán hạng, đúng nhỉ? Đây là lệnh gì? Đấy là các cái thông tin cơ bản. Thì các cái thông tin đây là thứ nhất là lệnh gì? Đấy chính là opcode, operation code là mã lệnh. Và có thể toán hạng nguồn. Có thể toán hạng dict, destination operand hoặc là result operand, đúng nhỉ? Reference. Hoặc nó có thể có những cái nội dung là next instruction, reference, có nghĩa lệnh tiếp theo là lệnh gì. Ví dụ như câu lệnh dễ nhánh, đúng nhỉ? Go to start, đúng nhỉ? Hay câu lệnh if A bằng B thì go to loop, kiểu như vậy. Thì đấy là next instruction. Nói chung là có những nội dung này. Còn mặc định là next instruction sẽ là câu lệnh ở ngay bên dưới, nhỉ? Câu lệnh tiếp theo. Thì trong cái sơ đồ này thì mọi người cũng đã được học trong chương 3, nhỉ? Thứ nhất là tính toán địa chỉ lệnh, đây là lệnh gì này? Nhận lệnh, đúng không nhỉ? Nó ở đâu nhận, nó giải mã lệnh, nhận các toán hạng, thao tác dữ liệu, tính toán địa chỉ, kết quả lưu và lưu lại thôi. Thì đây là các cái state, nó chia thành mấy cái state này. Thế thì toán hạng nguồn và toán hạng đích có thể là cái gì? Thì ok, mình cùng các bạn sẽ gọi là thảo luận một chút nhỉ, một chút cái gọi là toán hạng nguồn, toán hạng đích nha. Mình lấy ví dụ, cái khi các bạn mà có một câu lệnh là integer ABC nhỉ, các bạn học trong lập trình C nhá, có câu lệnh này int ABC, mình lấy ví dụ thế. Thì khi gặp cái câu lệnh này cái thì cái trình biên dịch nó sẽ cấp phát giải mã lệnh, mà nó sẽ chuyển thành lệnh mã máy, mà nó sẽ cấp phát ba cái biến A, B, C, có thể là gần nhau, có thể là khác nhau, nhưng mà thường nó sẽ gần nhau. A, B, C kiểu như thế. Đây là memory. Thì nó cũng câu lệnh, giả sử chúng ta viết ở trong lập trình C là ví dụ như A bằng B trừ C. Đây là viết trong lập trình C. Thế thì với cái lệnh mã máy thì có thể nhá, có thể nó sẽ trình biên dịch, giả sử chúng ta gọi là compiler nhá. Thứ nhất là chúng ta compiler nhỉ. Thì nó sẽ về cái chương lệnh lệnh cơ bản của assembly, ví dụ như là load. Load B này, sub C này, đúng là store. Ví dụ như vậy nhỉ. Và có thể nó chuyển thành cái mã máy vậy. Compiler là như vậy, thì sau đây là assembler. Qua bộ cái trình hợp dịch ấy, thì nó là 0110 1011, đúng nhỉ? 10110101, ví dụ thế. Đấy, ví dụ vậy. Thì đây là mã máy là machine instruction. Đây là high level language. Đây là high level language, đây là assembly. Đấy, hôm tới chúng ta sẽ viết cái này, nhỉ? Và đây là machine instruction. Machine instruction là lệnh mã máy. Thì trong cái lệnh mã máy nó có thể có opcode, đúng nhỉ? Có thể có operand, có cái trường địa chỉ. Thế thì vậy là ABC đây là các toán hạng, ABC đây là các cái operand. Thì trong đó là B và C là toán hạng nguồn, và A là toán hạng kết quả, đúng không ạ?
ri giao opera bên sen toàn hạng nguồn nhá. À, ví dụ như vậy nhá. Thế thì ở đây mình với bạn cùng xem nhá, cùng xem nhá. Thế thì khi mà các bạn viết soạn thảo nhỉ, a bằng b trừ c nhỉ, thì đây là số code thôi, đây là số code. Thì số code nó làm ở đâu? Số code nó sẽ làm ở hx đấy nhỉ. Đấy, ổ cứng này. Và qua biên dịch nó cũng làm ở hx đấy. Cái bộ mã máy này nó cũng là cái kiểu kiểu quản lý sợ chấm e đấy bạn. Đây chính là ví dụ như là quản lý sách đấy nhỉ, chấm exe ví dụ thế. Đây là chương trình, ví dụ đây là quản lý sách chấm c đấy nhỉ, chấm c hoặc chấm cpp đấy, ví dụ như vậy nhỉ. Đây là machine, đây tất cả đều làm được hết đấy. Thế thì khi mình click vào cái quản lý sách chấm exe đấy, khi mình click vào đây nha, click chuột vào đây mà, thì theo bạn là cái điều gì xảy ra nhỉ? Khi mình click vào đây thì nó chính là nó chạy cái chương trình này, thì nó sẽ đưa vào RAM nhé, đưa vào main memory. Đấy, click vào là main memory thôi. Và khi trong quá trình chạy nó sẽ đưa vào IR, đưa vào CPU. Có thể đưa vào thanh ghi IR, mã lệnh, nó có thể đưa vào thanh ghi AC, là các cái toán hạng, kiểu kiểu như vậy. Thì đấy là mình có thể nói sơ sơ qua các cái trình tự. Ngôn ngữ bậc cao, từ ngôn ngữ bậc cao là compiler ra bậc thấp, qua trình hợp dịch ra mã máy. Có nhiều cái nó từ cái này nó ra thẳng mã máy luôn. Thì đại khái là thế nhé. Thế thì đây là toán hạng nguồn, đây là toán hạng đích. Thế thì ABC đây có thể là gì? ABC thì vừa mình minh họa đây chỉ có thể là các ô nhớ vậy. ABC đây có thể là các ô nhớ, các toán hạng ABC mà. Nó có thể là các ô nhớ, nó có thể là cái giá trị từ IO device đấy, hoặc là nó có thể là các thanh ghi nha. Thì mấy hôm tới chúng ta sẽ học về assembly, thì các cái ABC này là các thanh ghi đấy, là các register, như là các thanh ghi đấy. Thì ok, chúng ta vậy là cái suộc code và các cái suộc hay result opera nó có thể là gì? Nó có thể là bộ nhớ thực và ảo, có thể nó có thể IO device, nó có thể là thanh ghi processor register, nó có thể là immediate, đúng nhỉ? Immediate, mọi người thử xem nào. Immediate là cái gì? Tức thời. Cái giá trị của toán hạng chứa được ngay trong trường của công lệnh và có sẵn để thực thi. Mình lấy ví dụ nhỉ? Đây là ABC đó, các ông nhớ vậy. Nhưng mà giả sử có công lệnh này thì đây là immediate, mọi người cùng xem nhá. Ví dụ mình có cái câu lệnh là A bằng B cộng 25. Thì 25 đây chính là immediate vậy. Ngay lập tức đấy nhỉ, nó có sẵn rồi, bản thân nó là một cái hàng số thôi nhỉ, thì đấy gọi là immediate. Đấy, thì vậy là các cái operand đây, 25 cũng là toán hạng nhá. Đấy, thì vậy là nó là các cái này nhỉ, immediate ngay tức thời nhỉ. Thì chúng ta đã vừa mới mọi người nhìn đây này, hôm trước chương 2 chúng ta đã thảo luận khá nhiều đấy, một cái lợi mã máy là gồm có opcode và các cái trường địa chỉ đấy bạn. Thế thì nói chung nhỉ, nói chung thì đấy, thì nó có thể có mã lệnh và một trường địa chỉ, hai trường địa chỉ, ba trường địa chỉ. À, lát nữa trong slot sau thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ nhỉ, trong cái đoạn code nó có thể có những cái máy nó lại có hai trường địa chỉ, có những máy nó có ba, có những máy nó một thôi. Đấy, thì chúng ta code thế nào? Thì đây là ví dụ là có hai trường địa chỉ. Thì các loại lệnh thì chúng ta thấy là có lệnh là gì? Data processing, xử lý dữ liệu thôi. Cái lệnh lưu trữ dữ liệu, di chuyển dữ liệu, tờ sói hết nhỉ. Movement, di chuyển dữ liệu. IO injection là di chuyển là gì? Move là di chuyển từ các cái IO injection với nhau nhỉ? Hoặc là từ các cái biến với nhau. Thế còn load đây là gì nhỉ? Trong đây là store. Move data into or out register. Thế thì di chuyển dữ liệu, data store, lưu trữ hoặc cái di chuyển này, thì di chuyển dữ liệu vào ra thanh ghi vậy, hoặc là các cái vị trí ô nhớ nhé. Đây gọi là store. Còn move thì thường liên quan đến các IO device, thường là như vậy. Còn có những câu lệnh điều khiển, test instruction, branch instruction. Thế và trong đây nó có cái lệnh rất là quen thuộc chúng ta gặp hàng ngày, đấy là arithmetic, các cái
lệnh đại số và lệnh logic. Logic boolean. Thì các lệnh đại số cộng trừ nhân chia chúng ta làm nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ mở cái DeepSea ra thư giãn mấy phút nhỉ, để chúng ta xem là các cái hoạt động logic nhỉ, logic boolean instruction thì nó hoạt động thế nào nhỉ. Ok, chúng ta cùng mở cái này ra. Mang đến chất thư giãn nhỉ, để cho nó thay đổi không khí. Thì ok, chúng ta cùng mở DeepSea nha. Xong rồi đố bạn nào, các bạn thấy là cũng có thể một số bạn mà chưa tìm hiểu sẽ thấy khá là ngỡ ngàng nhỉ. Thế thì trong đây mình mới lấy ví dụ A bằng 5, B bằng 6 và C bằng AOB. Thế thì theo bạn này in ra C bằng bao nhiêu? Thế thì ok, mọi người, bạn nào chat vào cửa sổ chat giúp mình nhỉ. Không có qua nhỉ, vì câu này nó dễ quá. Nhưng mà thử chat vào cửa sổ chat giúp mình để xem mọi người vẫn còn đang theo dõi được. Ok, bạn nào chat với cái đoạn này thì output là cái gì? Thế thì có đúng là A là true không? B là true. Thì là true, O true. Đây là hai dấu suộc. Thì là true đó. True là 1. Đấy, thì vậy in C ra nó sẽ bằng 1. Các bạn, mọi người thấy đúng là bằng 1. Tại vì máy của mình là Win 11 là chip AMD. Thế nha, nó có bị hơi có vấn đề là nó hơi chậm một tí. Không hiểu tại sao cái DeepSea nó lại không tương thích với cái này, sao lại nó rất là chậm. Lâu nhỉ? Đấy thì khi mình in ra nhỉ, in ra nó sẽ quái lạ nhỉ. Hơi lạ. In ra nó sẽ bằng 1 thôi, vì đây là chu mà, chu o chu. Lại. Biên dịch này, trái này. Đấy, C đúng bằng 1 chưa các bạn? Đấy, C đúng bằng 1. Thế thì có một câu hỏi nữa nhỉ, giả sử bây giờ mình lại cho cái này nó chỉ có một dấu suộc à. Thì mọi người biết là C bằng gì không? Bạn nào chat vào cái dấu chat đúng thì có thưởng nhỉ, vui chơi có thưởng à. Thì C nó bằng bao nhiêu? Nó chỉ có một dấu suộc thôi nhá. Thì đây là hoặc ấy. Thì đây người ta gọi là thao tác bit. Đấy, chúng ta đang hôm nay mình bạn cùng dành ra một chút này. Thao tác bit chính là cái thao tác logic ấy. Thao tác bitwise. Thì bạn nào thì tính ra được nó bằng bao nhiêu nhỉ? Bitwise. Một là chúng ta các hoạt động là logic. Logic tiếp theo là bit. Bitwise là thao tác bit. Thao tác bit trong lập trình. Thì các cái lệnh logic thì chúng ta dùng, ví dụ như AND thì chúng ta dùng hai dấu bar. Thì trong cái thao tác bit thì chúng ta chỉ dùng một dấu bar thôi. Và O thì hai dấu suộc, ở đây chỉ một dấu suộc thôi. Thì bitwise là gì? Bitwise nhấn mạnh đây là thao tác từng bit mà. Ví dụ nhỉ? Ví dụ như là xem các bạn nào trả lời được cái câu hỏi này bằng bao nhiêu hay không. Có bạn nào tham gia tí nhỉ, xem nó là bằng bao nhiêu. Thế thì ở đây chạy thử nhé. Mọi người đã thấy là C là bằng 7 vậy. Tại sao là 5O6 lại ra 7? Thế thì thao tác bit là nó sẽ thao tác tương ứng từng bit một. Thế thì mình lấy ví dụ 5 viết ở thẳng nhị phân nhỉ. A bằng 5, B bằng gì đấy nhỉ? A bằng 5, B bằng 6 đấy nhỉ? B bằng 6 ạ. C bằng A, O, B. Thì 5 nó bằng cái gì? 5 nó bằng là mình viết ở dạng 0, 1, 0, 1 đó. 6 là 0, 1, 1, 0. Và tất nhiên đằng trước nó có tất cả là rất nhiều bit không đằng trước, vì là một cái số integer của chúng ta là có 32 bit. 32 bit. Đấy, ra vậy là khi chúng ta O từng bit một thì 0 1O0 bằng 1, 0O1 bằng 1, 1O1 bằng 1, 0O0 bằng 0 và tất cả các bit. Thì cái này có đúng đổi ra thập phân cái này bằng 7 không? Bằng 7 nhỉ. Thế nhỉ? Đấy, do vậy là C trong trường hợp O, đây là bitwise nhá, đây là thao tác từng bit, thao tác từng bit chỉ có một cái dấu thôi thì nó là như vậy.
Thế thì tiện đây thì mình sửa thành n nhỉ, thì bạn nào thử đoán nhỉ, n thì nó bằng bao nhiêu nhỉ, n. Nếu mà a không phải là ob mà là nb, n chỉ có một dấu và thôi nhá, thì c nó bằng gì, thì chúng ta bạn nào hiểu ý nhỉ, n đấy. Thì đây vừa lại o thì là o từng bit một, bây giờ n thì sao nhỉ, n thì chúng ta sẽ n từng bit một thôi nhỉ. Đây là n này, không n không bằng không này, một n một bằng một này, không n một bằng không và một n không bằng không, thì đâu đó là bằng một. Nếu mà a n b nhỉ, a n b nó sẽ bằng bốn thôi, đây một không đấy, thì trong trường hợp này mình chạy chương trình nó sẽ bằng bốn. Đây chính là các cái lệnh logic các bạn. Ngoài ra nó nhiều lệnh logic khác lắm ạ. Thế các bạn có thích thì chúng ta cùng xem nhỉ, các cái lệnh logic thì ok, chúng ta có thể là xem qua một số các lệnh logic ở đây nha. Thì gọi là Bitwise nhỉ, chúng ta có thể vào cái trang Bitwise. Bitwise gọi là San Foundry nhỉ. Bây giờ San cái trang này cho Foundry. Đây thì nó có những cái câu hỏi về Java, C nhỉ, thao tác bit, Python, Python vân vân nhỉ. Thế thì ở đây nó có thể nó rất là nhiều câu cũng khó viết nhỉ. Đây. Đâu đây có phải là Bitwise không? Bitwise operation nhỉ. Thế thì trong đây nó có cái Bitwise, đây Bitwise operation 1 để nhận cho nó đơn giản này. Kinh nhận quảng cáo nó chán gặp vào cái trang này. Đây là Bitwise nhỉ, đây là ví dụ. Thế các bạn biết là đây là cái công lệnh này là bằng gì? Thế A nó lại bằng mũ 2 mũ 3. Thế thì không biết là đây là công lệnh gì nhỉ, thì thao tác này là gì cũng khó, có thể là so chăng, chúng ta được đoán nhé. Đấy, bằng một. Thế thì cái dấu mũ là gì nhỉ, mọi người thử đoán xem, lại 23 nó bằng một, thì nếu không nhầm thì có thể đây là so, có thể đây là cái quan hệ so đó bạn. Thế thì 2 và 3 là cái gì thì chúng ta cũng cùng thử nhé. 2 là 1 không, 3 là 1 bạn. Thì so vào nhau đúng không? So vào nhau thì 1 so 1 bằng 0, 0 so 1 bằng 1 thì bằng 1. À. Thế thì mình lấy ví dụ so là 5 bằng 1 0 1 không? 6 1 1 0 không? So vào nhau thì bằng mấy? So nhau bằng 3 thôi. So vào nhau thì chắc bằng 3, đúng không? Thì bởi vì 1 so với 1 thì bằng 0 mà. 1 1 thì nó bằng 3. Nếu mà so, nếu mà mình không nhầm thì đây là chính là có thể là biểu tượng là ký hiệu là so đó bạn. Đây là 5 và đây là 6. Thì in C nó sẽ bằng 3. À đúng, đây là cái quan hệ so, đây là thao tác bit so. Như vậy. Ok nhỉ, thì thôi hết giờ, chúng ta có thể nghỉ giải lao một chút nhé, thì sau đó thì vào tiếp theo chúng ta sẽ học hoàn thành cái slot tiếp theo, chúng ta sẽ hoàn thành chương 12 vậy. Hoàn thành chương 12. Nha. Hoàn thành chắc là nhiều khả năng hoàn thành được chương 12. Thế nhỉ? Ok thì mình